Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Mắc, bởi vì con eo nó đã ngon như thế rồi, con bờ rồ phải ngon hơn, mà ngon hơn là chắc chắn là mắc hơn. Bờ rồ nó phải hơn. Bờ rồ trên nhau chắc cũng phải 15 triệu. Không, đêm qua em nhìn cái mà bọn đang có cái sự kiện của Apple thì đúng là kiểu. Xích lợn nó hai thằng rồi, để cũng gì khua thế mới đéo được ạ. Em may lắm, em sốc lắm, buồn của nam bạc. này lại có thằng ra ăn boss rồi, coi rồi chết nhiên em sẽ ra ăn chứ. Sống hết chiều mà ra vậy, bên ba khó kia trong đây đã hết đâu, nhưng mà cứ ra em, mình tham ban boss mà. Ba kho mở cửa em ơi. Ba kho mở cửa là chắc chắn nó đẩy rồi đấy. Cẩn thận nhá, Nam nhá. Ok nhá. Cứ sang thì bảo em nhá. Không không, mình đứng đây canh thôi. Đang ăn boss rồi kìa. Hai tầng có mở cửa kìa. À ba tầng. Ba tầng chỗ nào? Tầng này đây. Enemies ahead. Chỗ anh luôn à? Đù má con cá. Sao em dùng cái ngôn ngữ dễ hiểu tí nhá. Tự nhiên là con bốt bò một mình này. Ba kho đang chạy nhá, đang chạy lo cộng. Ra bờ sông anh ơi. Cho ba mạng rồi đúng không? Ừ. Anh ăn được một mạng. Anh nốc 2 cơ. Hai thằng đang me đằng nhau. Đằng sau ba kho kìa. Đằng sau ba kho có này, viền biển có này, trong kho cũng có luôn. Nó vừa bắn để cứu bạn nó đấy. Hai thằng đấy đang me nhau nhá, hai thằng đấy là người nhá. Con bốt nó một người thật, tôi quan sát hết. Hai thằng đấy chắc chắn người luôn. Đậu. Gấu sinh này. Đẩy luôn em ơi, đẩy luôn. Go. Đằng sau. Mark the location. Ui. Kho bên này rồi. Né được không Nam? Được, em ổn rồi. Anh qua nơi rồi, anh combo em rồi. Có thằng. Kho bên này đang chạy lục rồi. Ok. Không sao, anh ảo hơn nó mà, không vấn đề, anh ảo hơn nó. Hiểu không? Đậu phộng mặt đã quay về con người tuyết để lút rồi. Bơm máu đi. Bơm đâu không? Này máu này, đậu phộng. Này X3 luôn này. Đã mình thịt của người ta rồi con. Mình thấy quay mặt vào con người tuyết, mình biết ngay là kiểu gì cũng chạy ra lút con người tuyết mà, đậu không. Nam ơi. Đồ thằng ở đây đâu hết rồi. Máu đâu làm gì, thằng đấy làm gì có gì. Thôi em ơi, cái không cái gì của em. Anh còn lạ cái không cái gì của em ấy. Nó không có gì thật. Em tí đạn, có tí đạn thôi mà. Em là chuyên gia sống lỗi. Đi qua resort luôn đi, resort vừa rồi trên đường bay đấy. Có dấu hiệu gì cho thấy là có người không vậy? Có loot. Có loot đúng không? Trời loot mà có loot. Đây đây, loot đấy. AK mất đạn đấy. Em chưa từ nhận vô mình bùng vô à, cái một tim nó ở đó. Nó bắn vô bắc. Này, loot hết rồi đây. Cái đoạn ngu chui xuống bị bắn chết. Ôi lăn đâu tiến em. Ôi ghê thế. Nhưng mà ở đây không có bắn được vào xuống trong. Lên được. Ôi lên ở đây được. À lên được ở đây à. Không phải nồi ạ. Thế là hôm qua mình bị thằng ở đây bắn này.
Đó, nó lên được. À, thử thế nào, hóa ra lên được. Bọn này bắn xong nó sẽ đi đâu? Mọi người thử toán. Ôi, cả đây. Bữa nhớ em mới biết cái kẹo ở dưới nó sáng. Xin của first kiểu... đây bạn ơi. Bọn này bắn xong nó qua tắt mò rồi. Rồi. Đi theo anh, đi theo anh. Ê, cái chỗ này cũng búng được này. Chỗ đâu? Đến. Đây anh bo xuống đi, anh bo xuống, nằm xuống. Mẹ làm gì có góc nào? Ôi đi, nó chui trong đây làm gì? Ôi, bông vui quá. Bông vui vãi nổi ạ. Đi, tan bông đi. Đi. Phản đối, phản đối. Ôi, trời, nín lên được đi. Đây người ta gọi là căn hầm bí mật của San Hốc. Đó, đấy. Nhưng mà thôi, anh em đừng có học bung nhá. Đó. Để biết thôi mọi người ạ, chứ đừng có chơi cái trò bung đi bật. Chơi trò bung bẩn tưởi vãi hồng thề luôn đấy. Gọi là giới thiệu cho anh em để anh em gọi là thật ra thì các bạn biết mãi ăn hết rồi. Còn mỗi người biết sau cùng. Bọn mình giống như là người tồi cổ thế luôn đấy. Đi thôi, qua tắt mo nào. Ở một bên nữa đó. Đây tắt mo này, tắt mo phải. Cái flare bắn bên hướng bên này mà. Đấy cái flare bắn bên hướng này này. Để xem nó bắn ở đâu. Còn 34 thằng lứa lận, còn đông lắm. Thoải mái bắn mạng. Đây rồi, anh thấy có một thằng. Ê, giờ sang đường rồi anh ơi. Thằng này mà em kêu là boss. Đậu boss mà. Nó di chuyển thông minh vãi cứt ra kêu là. Mình đéo gì, thằng nào đi có tảng đá rồi mà lại chạy qua lại không? Có chứ em. Như em chẳng hạn đậu không? Đéo. Bốt rồi. Cẩn thận, vừa bắn nghe tiếng ầm 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 bọn nó mò tới đó. Mới sai lần rồi. Follow me các bạn ơi. Trên này cũng chưa loot này. Thơm thế nhỉ? Bạn thấy quá. Con đấy mà con con đấy. Mấy con. Trời ơi, tôi mới ăn con có đậu không? Chỉnh mưa cho mô cam mà điên bốt. Chán nhỉ, chạy ra đây không có người, buồn vãi. Bọn nó vẫn đang giết nhau ầm kìa. Chết là đâu ta. Sang cam đây kìa. Cam gì? Đấy, cũng đang qua đây. Đấm nhau nữa, vãi nồi ạ. Vãi nồi ạ, còn đấm cả nhau nữa giờ này. Em nghĩ là mình đi ra ngoài viên đi lắm con người rồi. Ê, một tim. Rồi, thấy rồi. Có thấy em rồi. Nice. Anh thấy nó rồi. Knock tiếp. Tim nó đằng sau đấy, chắc chắn luôn. Đừng gạt, để thằng bạn nó, để mạng của anh ở lại đi. Xem bạn nó có qua cứu nó. Đừng thấy cái phế liệu tính gì cả. Ôi chết rồi. Người bắn chết nó, bắn nó chết tươi rồi. Để yên cho nó bò rồi nó sinh tồn đi. Bọn này bắn flare. Thằng này cầm MK này. Có mỗi thằng cầm MK thôi. Anh nghĩ là hai thằng chạy vào đây mà. Anh nghĩ nó còn đồng đội đấy. Giáp 3 này. Anh nghĩ nó còn đồng đội đấy em ạ. Cẩn thận nhé. Ừ, nó còn. Còn có khi hai thằng nó đi lẻ thôi. Ai lại thế bao giờ. Nhảy tách. Nhìn thấy cái chết, nhìn cái chết ba ở đâu? Cái gì? Đợi vào gì? Đi thôi, để... À... Đấy. Ê! Trước mặt anh. Đâu? Thấy ta. Watch out. Đó, quanh mấy tảng đá. Đó. Em đậy ngu luôn này. Đi. Ở đâu? Hai lần, hai.
Một team, một team, một team, một team, team này team khác. Lúc toàn đá to đúng không? Yes. Xin lận. Đúng rồi, đúng rồi. Smoke anh Tuấn Quang à? Smoke anh Quang đấy, anh Quang để anh đẩy. Em lốc cái thằng ở chỗ mấy hòn đá này. Watch out. Rồi, ok, ok. Có hai thằng thôi đúng không? Dạ, dạ. Team đó à, thế là team nó, team nó, team nó, team nó. Giáp ba này, giáp ba này. Giáp ba này, hai thằng chạy trước, hai thằng chạy sau. Giáp ba hỏng nửa. Đấy. Watch out. Còn nếu không... Đầu gân này, cục đá này. Trước mặt. Cẩn thận. Trước mặt này. Ôi gạt. Hai. Làm gì có cưa. Còn thăng thì nhiễu. Em gạt chứ. Bán chuyên nghiệp anh em. Khói tùm lum. Làm tùm quả bom vô đây này. Thế là chỉ còn một thằng bên đây thôi. Trời, cái thằng à, cái thằng Việt Nam đem Việt rồi đúng không? Ừ, thằng bộ đồ vàng ấy. Còn thằng vừa nó trốn sau cái nhà vệ sinh này. Ây giời ơi. Outside nữa, bó tay luôn. Trời ơi, chơi chơi gì mà tiêu cực ghê.